Vâng, kính thưa quý vị đã giữ màn ảnh và một lần nữa chúng tôi cùng với luật sư Nguyễn Quốc Lân xin được trở lại chương trình trong vấn đề bầu cử ngày hôm nay. Vâng, thưa với luật sư, vừa nãy chúng ta có nói về cái vấn đề là hiện nay chúng ta không được bầu, không có thể bầu tại cái địa điểm vào trong những ngày trước cái ngày bầu cử hoặc trong cái ngày bầu cử ngày 7 tháng 4. Nhưng mà chúng ta có những cái địa điểm để thùng phiếu để chúng ta có thể bỏ vào những cái lá thư. Vâng, phòng ghi giấy bầu cử có sắp đặt 3 cái địa điểm có cái thùng phiếu bằng sắt rất là to để nhận phiếu bầu quý vị. Thì ba ở trên thành phố chúng tôi chỉ có 3 cái địa điểm đó mà thôi. Địa điểm thứ nhất đó là nó có cái nơi nó gọi là West County Professional Medical Center. Thực ra là cái khu building ở trên đường Beach, phía sau của tòa án Westminster, bên cạnh tòa báo Việt Media, hay bên cạnh cái nhà hàng Blues, cái khu building đó, trong khu đó nó có một cái thùng thư, cái thùng để nhận phiếu bầu. Địa chỉ ở đó là 14120 trên đường Beach. Cái địa điểm thứ hai đó là một cái chỗ nó gọi là Park West, West Park, là cái địa điểm ở cái công viên ở trên đường McFadden, mà McFadden mà giữa đường Hoover với là đường Beach, tức là phía sau Newland với đường Newland Beach. Với đường Beach, tức là phía sau của cái chợ Thuận Phát, thì có cái địa điểm có cái park đó nó gọi là West Park. Park thì là cái nó có cái phòng, cái thùng để nhận phiếu quý vị. Địa điểm thứ ba là cái nhà thờ Công giáo Đại Hàn, tức là Korean Catholic Church. Korean Martyr Church gì đó, ở trên đường Trash. Ở trên đường Trash mà cái địa chỉ đó ở góc ở gần ở giữa đường Magnolia và đường New đường Hoover. Yeah, vâng. Đường Hoover trên đường Trash thì quý vị, trên đường Trash quý vị ở phía đông của đường Magnolia thì là ở Washington chỉ có 3 địa điểm thôi. Quý vị có thể đến đó và bỏ phiếu bầu vào cái thùng phiếu này. Tất cả phiếu bầu sẽ được bảo vệ an toàn. Hoặc là tiện lợi quý vị có thể bỏ phiếu bầu quý vị vào cái thùng thư bưu điện, dán tem và vẫn gửi điện thoại. Quý vị không, tôi xin lỗi, quý vị không cần phải dán tem. Quý vị bỏ thùng thư thôi là tự động tem, tự động cái phiếu nó sẽ đến được phòng ghi danh bầu cử. Phương pháp này cũng rất là an toàn để tiện lợi quý vị. Đương nhiên tôi nghĩ rằng quý vị không nên để cái phiếu bầu ở ngoài nhà trong khu mô hôm chẳng hạn. Thì tôi cũng đã nghe báo cáo là có hiện tượng của những người về phía vận động cho bãi nhiệm, họ lấy trong khu Việt Nam đó, họ lấy những cái phiếu bầu đi, họ liền đi, mất đi là tại vì họ biết rằng đa số người Việt Nam chống đối cái cuộc bãi nhiệm này. Cho nên cái phiếu bầu cái để trước nhà là cũng tôi không nghĩ an toàn, quý vị nên để vào cái thùng thư hoặc là giao cho người bưu điện hay giao sở bưu điện để cho nó chắc ăn hơn, để bảo đảm cái phiếu an toàn cho quý vị. Vâng, tôi mới nghe luật sư Nguyễn Quốc Lân nói về ba cái địa điểm đó cũng rất là confuse cho nhiều người, bởi vì họ thứ nhất là họ không có ghi xuống được ngay, và thứ hai cũng rất là bất tiện cho nhiều người phải đi kiếm như vậy. Và nếu mà quý vị cần cái sự giúp đỡ thì chúng tôi cũng có những người để đến để mà giúp đỡ cho quý vị. Quý vị cứ gọi điện thoại là 714-643-2626 hoặc là 714-800-3981. Chúng tôi có những nhân viên tới để có thể giúp đỡ quý vị về những cái việc này. Tuy nhiên, quý vị cần phải biết rằng là nếu mà là những nhân viên của những văn phòng của Trí Tạ, thị trường Trí Tạ, phó thị trường Kim Lê Hồ hoặc của chúng tôi thì đều có cái mã số, và quý vị phải nhận được cái việc mà họ nói cho quý vị bằng cái mã số đúng thì quý vị mới tin tưởng. Vâng, thì bây giờ chúng tôi trở lại. Ngoài cái vấn đề mà địa điểm phòng phiếu chúng ta đã nói qua, ngoài vấn đề mà bầu cử xin luật sư nhắc lại vấn đề mà bầu cử để cho tất cả mọi người được rõ về cái phương thức bầu cử làm sao. Cái bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 4 sắp tới liên quan đến cuộc bầu cử bãi nhiệm tại thành phố Washington. Nhưng mà thực ra tiến trình bầu cử đã bắt đầu rồi. Quý vị, nếu là cử tri ở trong thành phố Washington, quý vị đã nhận được cái phiếu rồi. Thì quý vị nên điền vào ba cái ô có chữ no hay là chữ không bằng tiếng Việt. Và bỏ vào phong bì nhỏ bên trong đó, quý vị ký tên quý vị bên ngoài phong bì đó. Để tên và địa chỉ quý vị niêm lại và hoặc bỏ thùng phiếu, hoặc là bỏ vào ba cái điểm thùng nhận phiếu bầu của phòng ghi danh bầu cử để gửi đi. Hoặc là quý vị có thể liên lạc với ban vận động chống bãi nhiệm ở cái số điện thoại mà nghị viên Charlie Nguyễn Minh vừa đọc, tức là số 714-643-2626 hoặc là số 714-800-3981.
để có thể kêu gọi thử nghiệm viên đến nhận phiếu từ quý vị. Và đó là chi tiết quý vị nên làm càng sớm càng tốt. Nếu quý vị mà cần ghi danh bầu cử, cần đổi phiếu bầu, hay là phiếu mình đúng ra mình ghi danh rồi mà tại sao mình không nhận được phiếu, hay là mình nhận được phiếu mà bây giờ mình mất rồi, mình bây giờ muốn lấy phiếu khác thì làm sao, quý vị vẫn có thể liên lạc với những cái số này để nhờ sự giúp đỡ để tìm cái phiếu bầu của quý vị. Cái quan trọng nhất tôi vẫn nhắc nhở quý vị là quý vị cố gắng vận động tất cả những người chung quanh trong nhà mình, ví dụ như con cái, những người trẻ, những người thân nhân ít khi về nhà, hay là những người bạn bè thân thuộc ở trong thành phố Washington. Tại vì cái chúng tôi nghĩ là nhiều người sẽ, tỷ lệ tham gia bầu cử sẽ rất là đông, nhưng mà khó có thể vượt qua được cái mức độ 50%. Nhưng chúng tôi cần có cái tỷ lệ 65-70% thì chúng ta mới có cơ hội cao để mà ngăn chặn cái cuộc bãi nhiệm rất là phi lý này. Vâng, vừa xong thì luật sư Nguyễn Quốc Lân đã cho quý vị biết là cái phương thức bầu cử và kêu gọi quý vị hãy bầu cho no, no, no nếu quý vị có cái lá phiếu bằng tiếng Anh, và không, không, không nếu quý vị có lá phiếu bằng tiếng Việt. Tôi xin được mượn cơ hội này để nhấn mạnh rằng là chúng ta cần phải điền vào cả ba ô và không cần phải chọn bất cứ ứng cử viên nào. Lý do mà chúng ta cần phải chọn ba người, tôi điền vào ba ô như vậy đó là bởi vì, thưa với quý vị, hiện nay bên đối phương chỉ cần rằng là họ thắng một trong ba người bị loại thì là họ đã thắng rồi, và họ sẽ chiếm về cái vấn đề là đa số trong cái hội đồng thành phố. Và như vậy nó có rất nhiều cái sự thay đổi trong thành phố của mình về những cái vấn đề hành chính cũng như là về vấn đề phương thức sinh hoạt ở trong cộng đồng Việt Nam của mình. Vậy thì nhân tiện đây chúng tôi xin được mời luật sư Nguyễn Quốc Lân có thể nói về cái nhận định thêm về cái vấn đề bầu cử này cũng như cái tầm quan trọng của nó, thưa luật sư. Dạ vâng, cảm ơn nghị viên Charlie Nguyễn Minh Chí. Hiện nay cuộc bầu cử phải nói là rất căng thẳng. Mặc dù rằng tôi biết rằng cộng đồng Việt Nam đã có cái quyết tâm chống lại cuộc bầu cử bãi nhiệm rất là cao. Tuy nhiên cái tỷ lệ người Việt Nam tham gia bầu cử là yếu tố rất là quan trọng. Bên phía của các cư dân khác, họ có cái tỷ lệ hỗ trợ cái cuộc bầu cử bãi nhiệm rất là cao. Và đây là cái sự đối đầu giữa cộng đồng Việt Nam đối với các sắc dân khác trong thành phố Toronto. Đặc biệt họ bên kia họ có cái ưu thế là ông tỷ phú Hoàng Kiều đã tung ra hàng mấy trăm ngàn để mà hỗ trợ, không những tài trợ cho cái cuộc vận động bãi nhiệm này mà còn cung cấp tiền cho những người ứng cử viên chống lại cộng đồng Việt Nam, ví dụ như nghị viên Tài Đỗ, ví dụ như cái nhân vật Phan Trần, Tâm Đỗ, hay là ông đặc biệt là Jameson Power. Jameson Power là người đối đầu để chống lại cái chức vụ của nghị viên Charlie Nguyễn Minh Chí. Phan Trần cũng như có một người tên là Tâm Đỗ đang nhắm vào cái chức vụ của phó thị trưởng Kimberly Hồ, cũng như nghị viên Tài Đỗ đang nhắm vào cái chức vụ thị trưởng của thị trưởng tại Đức Chí. Và trong thời gian qua, nếu quý vị có theo dõi cái tin tức dư luận trên cộng đồng thì rất nhiều đoàn thể cộng đồng Việt Nam, có đoàn thể cộng đồng hay là đấu tranh chính trị tên toàn Hoa Kỳ đã lên tiếng kịch liệt phản đối cái cuộc bầu cử vô lý này tại Washington và kêu gọi đồng hương không những là Washington mà tất cả mọi nơi hãy cùng nhau hiệp lực bảo vệ, hỗ trợ cho cư dân tại Washington chống lại cái cuộc bầu cử rất là phi lý này. Trong cái sơ kết sơ qua, chúng tôi thấy có cộng đồng người Việt liên bang trên Hoa Kỳ đã ra thông báo cực lực phản đối cái cuộc bầu cử bãi nhiệm này. Và nhiều cộng đồng Việt Nam tại New Jersey, New Orleans cũng lên tiếng như vậy. Chúng tôi nhận thấy có Tổng hội cựu tù nhân chính trị trên toàn Hoa Kỳ cùng với rất là nhiều khu hội cựu tù nhân chính trị tại San Jose, Bắc Cali, tại Nam California, tại New Orleans, tại New Jersey, cũng như nhiều Florida, nhiều phố khác đã lên tiếng hỗ trợ chống lại cái cuộc bầu cử bãi nhiệm này. Chúng tôi thấy có Liên hội cựu quân nhân Bắc California cũng đã lên tiếng cực lực phản đối cái cuộc bầu cử bãi nhiệm này. Cũng như tại miền Nam California, chúng tôi thấy có Tổng hội võ thuật
phát triển võ thuật thế giới của Việt Nam là nhiều một nhóm, nhiều các võ đường gồm các võ sư, huấn luyện viên của các võ đường Việt Nam đã cũng cực lực lên tiếng phản đối cuộc bầu cử này, cùng với khu hội cựu tự nhiên chính trị tại miền Nam California đã mạnh mẽ vận động để cùng lên tiếng cùng với các dư cư tại khu vực Washington. Và đây là những nỗ lực chung của cộng đồng Việt Nam, họ cần bảo vệ cái thành trì của cộng đồng Việt Nam tại Washington, tại đây là cái thủ phủ của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Và nếu cái vòng đai này bị thất thủ thì chúng ta không còn có cái thế lực nào trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Vâng, vừa xong thì quý vị cũng nghe thấy luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng đã trình bày với quý vị là cái số tiền vô hạn định của ông tỷ phú Hoàng Kiều đang tung ra để mà vận động nhiều cơ quan truyền thông. Và chúng tôi thấy rằng là trong những ngày vừa qua cũng như là có thể trong những ngày tiếp đây, họ sẽ vận động để mà tung những cái tin thất thiệt về cá nhân chúng tôi cũng như là thị trưởng Tạ Đức Trí và phó thị trưởng Kimberly Hồ. Chúng tôi xin quý vị đừng nghe những gì họ đang tung tin, bởi vì những tin đó là tin thất thiệt. Nếu có những vấn đề gì, xin quý vị cứ trực tiếp gọi về cho chúng tôi ở số điện thoại là 714-643-2626 hoặc là 714-800-3981. Một lần nữa xin, thời lượng có hạn, xin mời luật sư Nguyễn Quốc Lân gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả. Dạ vâng, cảm ơn nghị viên Charlie Nguyễn Chí cho tôi có cơ hội đến đây ngày hôm nay. Cảm ơn Đài Việt Media cho chúng tôi có cơ hội đến đây trình bày vậy. Mong quý vị tham gia cuộc bầu cử nó đông đảo để chúng ta bảo vệ được cái sức mạnh, cái tiếng nói chính trị của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì được trả bởi Charlie Nguyễn for City Council. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị.